sự là rất là hạnh phúc khi mà một vở kịch có thể sống lâu đến như vậy. Gửi vé cho bạn bè mình đi coi, họ còn chửi mình nữa. Khi mà về nhà em ở trên lầu em không dám bước xuống lầu. Em thấy con búp bê là hoàn toàn em bị hoảng liền. Đề tài rất là khai thác, rất là hay. Theo được biết thì đó là của nhà báo Quang Thi, Một người ở ngoài lề. Mới đây, tháng 4 năm 2021, chương trình Ký ức vui vẻ phát sóng trên VTV3, Đài truyền hình Việt Nam đã đưa khán giả gặp gỡ những nghệ sĩ đã tham gia vở kịch Người vợ ma từ những ngày mới ra mắt tại sân khấu kịch Phú Nhuận của nghệ sĩ Hồng Vân. Chương trình đã gợi lại những hình ảnh huy hoàng của một vở kịch lạ khi kịch bản do một nhà báo tay ngang viết, đề tài kinh dị nhưng lại tạo ra suất diễn sân khấu lên đến vài ngàn suất là một kỷ lục của sân khấu Việt Nam. Chương trình đã làm sống lại những ký ức vui vẻ về vở kịch đặc biệt, để lại ấn tượng đặc biệt với bất cứ ai xem nó. Vở kịch Người vợ ma sau hơn 15 năm, đến nay đã có vài ngàn suất diễn, phục vụ hàng trăm ngàn lượt khán giả tại nhiều tỉnh thành, từ Huế cho tới miền Tây. Chẳng hạn như vậy, có một linh hồn chết bất kỳ nào đó, nhập vô một cơ thể sống bất kỳ nào đó, rồi có những hành động rất là. Thưa quý vị, với tất cả quý vị khán giả nào mà theo dõi hay là yêu mến nền kịch nghệ của Việt Nam thì chắc chắn là không thể quên được vở kịch Người vợ ma. Thực sự là đã làm mưa làm gió trong thị trường kịch tại Việt Nam nói chung cũng như ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Nhưng mà có lẽ là đằng sau đó thì quý vị, không nhiều quý vị biết đến câu chuyện về tác giả của vở kịch này. Đó là một nhà báo lần đầu tiên viết kịch. Và hơn thế nữa là vở kịch này lại mang lại sự thành công vô cùng lớn đối với anh. Ví dụ như là vở kịch kỷ lục với hơn 1.000 suất diễn, nhiều nhất tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu và trò chuyện về câu chuyện này với anh. Xin chào nhà báo Sinh Lâm ạ. Em biết tới vở kịch Người vợ ma từ lâu lắm rồi mà bây giờ mới được gặp anh. Cảm ơn Vy. Dạ, anh có thể cho biết là vở kịch Người vợ ma là từ năm bao nhiêu anh nhỉ? Hình như là 2000 mấy thì phải. Vở kịch Người vợ ma thì ra mắt năm 2006. Anh nghĩ ra cái câu chuyện này là bắt đầu từ hoàn cảnh nào anh? Câu chuyện này là một câu chuyện được mẹ của mình kể lại khi mình còn nhỏ. Mình nhớ khoảng đó là lúc đó mình chỉ là khoảng 90 tuổi gì đó thôi. Thì ngày trước thì cái thời bao cấp mẹ đi làm ở cơ quan giáo dục á, thì thường thường trước cái giờ mà vào làm việc thì có 15 phút trước, gọi là 15 phút đọc báo. Thì đó là một trong những cái vụ án mà lúc đó báo viết thì mẹ đọc, mẹ nghe được ở cơ quan. Xong về thì trong bữa cơm thì mẹ kể lại. Lúc đó chỉ là học lớp 4, lớp 5 gì thôi, nhưng mà nó không quên được, nó cả thời sinh viên luôn nghĩ về cái câu chuyện đó. Tại vì trước đó thì học luật, mà học luật thì nó cũng gần gũi với tội ác. Thì khi mà ra tốt nghiệp luật rồi đi làm báo, hoạt động trong lĩnh vực sân khấu thì có kể câu chuyện này với một vài đạo diễn thì họ khuyên nên viết thành cái kịch bản đi. Thì lúc đó mình mới viết ra thành cái kịch bản. Tức là lúc đó là học xong luật mà tay ngang sang viết kịch bản. Lúc đầu thì mình viết thì mình không biết thì hoàn toàn mình tự tin. Nhưng sau này khi mình đi sâu vào sự thành công rồi, mình đi sâu vào thì mình mới biết là kịch nó là cái bộ môn khó nhất. Bởi vì giới hạn về cái xử lý không gian, về cấu trúc thì nó thực sự khó. Ở tuổi đó là tuổi mới lớn lên thì người ta đến cái nghệ thuật bằng cái tình yêu, bằng cái lòng dạt dào cảm xúc. Cho nên cứ thế là mình đi thôi, chứ mình không có bị giới hạn. Thực ra khi mà viết thì trong vòng một năm, nhưng mà viết đến nửa chừng thì quăng đi, không muốn viết nữa. Bởi vì một thứ này nè, khi bạn viết về một cái tội ác, bạn có nhu cầu phải đi sâu về tâm lý của cái tội ác nhân vật đó. Tại sao họ phải đọc được suy nghĩ của những cái người mà làm nên cái tội ác đó. Thế thì phù hợp với cái ngành anh học quá rồi ạ. Nó phù hợp, nhưng đôi khi lúc nó hoàn toàn là nó trái ngược. Chúng ta quen với một cái nền nghệ thuật, những giá trị nhân văn, sự thơ mộng, về những tình cảm tốt đẹp. Đó, rồi
thế giới này là cái gì nó hoàn hảo và nó tốt đẹp, nó mang tình người. Từ nhỏ lớn lên mình được giới thiệu một cái nền văn học như vậy, một cái nền nghệ thuật như vậy, bỗng khắc mình bước qua một cái một câu chuyện hoàn toàn là một cái gì đó nó đen tối, nó u ẩm trong con người, nó u tối, nó độc ác, nó ghê rợn trong con người. Tự nhiên mình viết nửa chừng thì mình bỗng nhiên mình dừng lại, mình nói ủa câu chuyện này có cần thiết cho người xem hay không, cần thiết cho người đọc hay không, nó có ý nghĩa gì hay không. Và thế là quyết định dừng không viết. Khi đối diện với tâm lý một phần u tối con người nó cũng nặng nề lắm, nó ảnh hưởng đến người viết lắm. Nhưng sau này mình suy nghĩ lại, con người chúng ta là tất cả như vậy. Chúng ta không phải là hoàn toàn tốt đẹp cả, mà chúng ta cũng có hoàn toàn ác quỷ cả. Chúng con người là cái lằn ranh giữa thiện và ác, cái sự đấu tranh sao cho phần thiện nó sáng lên và phần ác nó tối thôi. Và đi mô tả phần tối thì cũng là một cái để hiểu ra phần sáng. Cho nên lúc đó thì mới vững được cái điều đó thì lại mới viết tiếp hết câu chuyện. Năm 2006, lần đầu tiên ở Sài Gòn có một vở kịch thu hút được sự chú ý của khán giả và giới sân khấu tại phía Nam. Đó là vở kịch Người Vợ Ma, một vở kịch tâm lý xã hội nhưng được dàn dựng theo cách mới, kịch kinh dị. Ngay khi ra đời, nó đã trở thành vở diễn thu hút lượng khán giả đông nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Có những thời điểm, mỗi tháng sân khấu kịch Hồng Vân công diễn đến 12 suất và sân khấu luôn kín chỗ ngồi. Tính đến nay, với số lượng trên 1.000 suất diễn, sau 7 năm ra mắt, hiện nay Người Vợ Ma trở thành vở kịch có suất diễn nhiều nhất trong lịch sử sân khấu kịch ở Việt Nam, vượt qua vở diễn kinh điển Già Cổ Hoài Lan. Tác giả của vở kịch lại là một nhà báo, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu. Câu chuyện về vở kịch Người Vợ Ma cho một cái nhìn khác về việc xây dựng kịch bản sân khấu. Sân khấu có sử dụng tất cả về âm thanh và ánh sáng, thì mình viết cái kịch Người Vợ Ma bằng cái sự tương tự tượng về tiếng gió, rồi tiếng động trong căn nhà lúc nửa đêm, rồi hình ảnh ma quái nó hiện ra như thế nào. Nhà báo Quang Thi viết kịch bản Người Vợ Ma năm 2003 dựa trên một câu chuyện có thật. Vở kịch được đạo diễn Thái Hòa dàn dựng cùng với cố vấn nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và sự thể hiện xuất sắc của các nghệ sĩ, diễn viên Ốc Thành Vân, Kim Huyền, Minh Nhí, Hòa Hiệp cùng một số diễn viên khác. Vở kịch Người Vợ Ma sau khi ra mắt đã tạo nên một cơn sốt phòng vé sân khấu kịch và tạo ra một xu hướng kịch mới tại Việt Nam. Kịch kinh dị, vở kịch vẫn luôn đạt được suất diễn nhiều nhất và làm mưa làm gió trên thị trường kịch Việt Nam trong suốt nhiều năm liền, đặc biệt là những năm từ 2006 đến 2013 và tiếp tục nhiều suất diễn cho đến tận ngày nay. Kịch tại Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thì hình như đó là vở kịch đầu tiên về ma và kinh dị. Sân khấu Sài Gòn mà sân khấu tư nhân mà xã hội hóa ra đời bắt đầu là sân khấu Idcap vào năm 1998, nó mở đầu cho những cái sân khấu này ra đời như sân khấu Hồng Vân, sân khấu kịch Sài Gòn đó. Những câu chuyện thì nó gần là những câu chuyện về dân gian, nó gần gũi về cái mô típ mà bị ép duyên hay là tình trẻ tình già. Nhưng mà cứ diễn như thế thì lâu quá nó thành lối mòn, 10 năm thì nó sẽ không nó khán giả bắt đầu người ta quen mà đôi lúc người ta cảm thấy nhàm chán. Và những cái sân khấu Sài Gòn, sân khấu kịch ở thành phố Hồ Chí Minh họ rất năng động, họ muốn đi tìm một cái gì đó mới. Khi mà Idcap làm cái vở Hạnh Phúc Trên Đồi Hoa Máu thì cũng là một cái đề tài kinh dị, thì họ cũng muốn đi tìm một cái hình thức mới cho cái sân khấu. Khi mình bắt tay mình viết cái Người Vợ Ma cũng bởi vì vậy, bởi vì mình cảm thấy đến một lúc nào đó sân khấu họ sẽ bị nhàm chán hơn bởi một cái mô típ. Bất cứ cái gì mà đi vào mô típ lối mòn thì nó sẽ nhàm chán, nó không thu hút khán giả nữa. Cho nên mình mới nghĩ ra một cái câu chuyện mà ở đó sân khấu có sử dụng tất cả về âm thanh và ánh sáng, tạo nên những cái hiệu ứng mà thu hút người xem. Thì mình viết cái kịch Người Vợ Ma bằng cái sự tương tự tượng về tiếng gió, rồi tiếng động trong căn nhà lúc nửa đêm, rồi hình ảnh ma quái nó hiện ra như thế nào.
Thì sau khi cái hạnh phúc người vợ ma ra sau hạnh phúc trên đồi hoa máu của sân khấu Edicap rồi thì nó tạo nên một cái thành công, nói chung là hiện bây giờ nó là kỷ lục vở kịch được diễn nhiều nhất tại Việt Nam với tần suất diễn là trên, tạm cho là trên 1.000 suất đi. Wow. Với một cái sự thành công như vậy thì nó mở ra một trào lưu sân khấu kịch kinh dị ở kịch Sài Gòn, kịch Hồng Vân, rồi bây giờ là sân khấu thế giới trẻ, họ đi vào khai thác rất nhiều về vở kịch đề tài kinh dị. Thật ra đề tài kinh dị không được giới nghệ thuật đánh giá cao bởi vì nó không phải là cái giá trị nghệ thuật nhiều. Thử hỏi chứ mọi người mà vào một cái sân khấu như thế tắt tối om lại, tự nhiên âm thanh cái đùng và một bóng ma xuất hiện, có nghĩa là nó tạo một cái cảm xúc dữ dội lắm. Vâng. Thế thì tất nhiên là mà khi mà bạn ngồi đông nữa thì khán giả đông nữa mà cái cảm xúc đó nó được chia sẻ người này qua người nọ nữa, nó vâng. tạo một sự hào hứng. Vâng. Tất nhiên cái đó là mới cái mức đầu tiên thôi. Cái thứ hai nữa, bạn muốn thành công, bạn muốn đi đường dài, bạn không hoàn toàn là cái chuyện hù ma đó, mà trước tiên bạn phải có một cái câu chuyện, một cái thông điệp để truyền tải, mà khi mà người ta coi thì người ta cảm thấy khi mà ra về người ta vẫn được cái thông điệp đó, nó còn ở lại người ta. Và khi tôi làm cái vở kịch này thì nó cũng không phải là chú tâm làm kịch kinh dị đâu. Đầu tiên nó vẫn là một cái câu chuyện về một người mẹ kế đêm đêm giả thành một bóng ma của người mẹ cũ để mà hù dọa đứa con. Nó vẫn đầu tiên nó là một cái câu chuyện về con người, về tình cảm của con người, cái sự ích kỷ trong cái tình thương nó khiến cho con người dẫn đến một cái sự ghen ghét rồi dẫn đến cái tội ác. Và tức là ngoài những cái hiệu ứng cho khán giả cảm xúc thì cái nội dung cũng không thể thiếu được trong vở kịch này. Thì sau khi mà vở kịch của anh đã đến với công chúng khán giả thì anh có lắng nghe ý kiến của họ như thế nào? Cái đó là một cái niềm vui của người viết. Cái người viết ra thì khi một cái vở kịch nó thành công thì mình được ngồi ở dưới khán giả, mình nghe được cái, mình cảm nhận được khán giả hào hứng như thế nào. Tức là anh trực tiếp anh ngồi phía dưới cùng khán giả không? Ngồi nhiều chứ, trên 50 suất ngồi ở dưới chứ. Vâng. Thì mình làm một vở kịch ra thì mình vẫn thích ngồi với hàng ghế khán giả, xem khán giả họ hào hứng như thế nào, họ chưa bằng lòng có những cái nào, những cái băn khoăn như thế nào. Có những người họ coi xong và họ hỏi là ai viết vở kịch này, họ có nhu cầu tìm hiểu. Rồi có những câu chuyện vui, ví dụ như một cái đôi tình nhân trẻ mà anh chàng này anh làm cô gái này giận thì anh tìm cách anh làm hòa. Thế thì anh nghe vở kịch này là hot nhất Sài Gòn lúc đó, thì anh mời cô bạn gái, mua vé mời cô bạn gái đi xem để là hy vọng làm hòa. Nhưng mà mới vào tự nhiên sân khấu tắt đèn một cái, bóng ma hiện ra, âm thanh đánh cái đùng. Ô, cô gái hoảng lên, bực mình, nó bắt đầu vừa khóc vừa chạy ra, anh chạy theo nó nỉ, thì con này đạp ảnh ngã dưới vừa luôn. Và nói, mày biết tao giận mày rồi mà mày còn đem tao đi coi kịch này là mày muốn tao chết hả? Ví dụ mình chứng kiến những cái cảnh đó trong khán phòng rất vui. Thậm chí mình gửi vé cho bạn bè mình đi coi, họ còn chửi mình nữa. Bởi vì anh gửi cho em một cái vé đi coi gì mà đến khi mà về nhà em ở trên lầu em không dám bước xuống lầu. Tại vì em nghe tiếng một tiếng kẹt cửa là bắt đầu em sợ, em nghĩ đến vở kịch này. Em thấy con búp bê là hoàn toàn em bị hoảng liền. Đó, nó tạo một cái cảm giác mạnh như vậy. Vở kịch này tôi đã được biết qua một trang mạng rất là thú vị. Và hôm nay có một buổi tối để theo dõi nó thì cũng là một điều vô cùng may mắn. Về nội dung thì tôi cảm thấy đó là một đề tài rất là khai thác, rất là hay. Đó là một mảng về gia đình và tâm lý xã hội vô cùng kịch tính mà có lẽ theo được biết thì đó là của nhà báo Quang Thi, một người ở ngoài lề nhưng mà biên kịch đã có một sự suy nghĩ và rất thấu đáo. Thực ra kịch bản thì nó được dựa trên một câu chuyện có thật và tác giả của kịch bản là một nhà báo. Cho nên dưới ngòi bút của một nhà báo thì cái cách viết nó cũng khá là đặc biệt, nó không giống như cách viết của một người viết văn thông thường. Vân nghĩ chắc chắn là không chỉ có một mình Vân mà anh Thái Hòa, chị Hồng Vân hay là anh Xuyên Lâm là tác giả của kịch bản này cũng sẽ có chung cái cảm giác là thật sự là rất là hạnh phúc khi mà một vở kịch có thể sống lâu đến như vậy. Thực sự cái điều kiện của Việt Nam, sân khấu Việt Nam mình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mà không phủ nhận được một điều là qua những năm gần đây thì sân khấu kịch của Việt Nam phát triển rất là rõ rệt, đúng không ạ? Các
các khán giả đều thích đi xem kịch, đôi khi còn nhiều hơn cả thích đi xem phim. Nhưng mà với những điều kiện khó khăn đấy, anh nghĩ làm thế nào để có thể khắc phục, làm thế nào để sân khấu kịch của Việt Nam mình có thể phát triển hơn nữa? Đó là một câu hỏi lớn. Nếu mà phát triển một cái nền thì nó đòi hỏi từ giáo dục, từ về chính sách quản lý, từ về cơ sở vật chất và cái đội ngũ sáng tạo. Thì cái đó nó thật sự là nó rộng lớn. Nhưng mà bản thân một người viết á, thì quan trọng nghệ thuật cuối cùng cũng là một cái câu chuyện được kể lại cho khán giả. Đó, mà sức hút của nghệ thuật nó có thực hiện mà mạnh mẽ hay không, là nó ở khía cạnh là nó có thể chia sẻ với khán giả được nhiều hay không. Cho nên tôi hy vọng có một lúc nào đó tôi nghĩ là những cái người sáng tạo trẻ hoặc là những cái viết trẻ, họ nắm bắt được cái tâm lý, cái đời sống cũng như là những cái khát vọng của một cái đất nước Việt Nam mới mẻ, thì họ thể hiện vào sân khấu. Mà nó cũng sẽ đến thôi, theo cái sự phát triển tất yếu của xã hội thôi. Sẽ có một cái lớp trẻ, hy vọng trong đó có mình, họ nắm bắt được tâm lý của người Việt trẻ, họ nắm bắt được cái khát khao cũng như là những cái mâu thuẫn trong một cái đất nước Việt Nam đang phát triển như hôm nay và bước vào những cái thời đại mới với những cái tâm tư trăn trở của con người Việt Nam hiện đại, thì họ phản ánh lên sân khấu kịch bằng những cái hình thức sân khấu hiện đại, thì lúc đó tôi nghĩ là sân khấu tức khắc nó sẽ thay đổi. Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện ngày hôm nay rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.